Hello anh em, tiếp tục lên máy anh em ơi. Thêm một em gái đẹp nữa về nhà mới nha. 2018 bản Việt, con này cực kỳ chất luôn. 2016 kèm theo bộ ủi đầu chính hãng và một cái dàn phay mới, khách lấy dàn phay Rinland luôn nha. Đây, dàn Rinland mới chầm chầm ha, M8 dàn chân dao nha. Con này em về Kỳ Anh, Hà Tĩnh, 2018 Việt Nam. Anh em nhìn xe Việt mà chủ trước xài quá kỹ luôn. Con này quá đẹp luôn nha. Đây ha, quá đẹp. Tổng thể con này rất là đẹp ha. Vỏ đầu thì lên vỏ mới cho anh trai, gắn thêm cái bộ đầu chính hãng nữa. Về Kỳ Anh, Hà Tĩnh nha. Combo máy xới cài mà máy ủi xới, anh trai không có lấy cài nha. Con này còn quá đẹp luôn anh em. Đời này đời 2016 nha. 2016 này cực kỳ chất luôn. Đời này là động cơ cực kỳ bốc luôn. Quá đẹp. Cho em nói về nhà mới đây. Em mới về một siêu phẩm đó nè. Siêu phẩm này là cực kỳ hiếm luôn. 2018 SB 2023 mới mấy chục giờ rồi anh em. Em mới về nha. Con này em mới về nè. Nè anh em thấy không? Tổng thể em nói nè. Mấy chục giờ thôi anh em, siêu siêu lướt luôn. Đó, anh em mình tài chính dư giả xíu thì có thể chơi cây này. À, rồi em lên cây này cho khách về Hà Tĩnh nha. 2018 bản Việt. Để chạy máy qua bên kia luôn anh em ơi. Giao cho khách về Hà Tĩnh nha. Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Việt 2016. Quá đẹp. 2018 Việt Nam, máy ủi đầu dàn xới mới dàn Vinland nha. Dàn này chân dao nha anh em, M8 bảo hành cho anh em 12 tháng mới chầm chầm ha. Về Hà Tĩnh nha. Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Con này động cơ 2016 rất là bốc anh em. Động cơ này anh em đạp nhẹ là lên ga giúp giúp luôn. Đời này động cơ cực kỳ bốc, 2016. Có ok luôn nha, cảm ơn anh trai đã ủng hộ. Đây ông anh đây, ông anh đang ăn live stream cho ở nhà coi nè. Năm 2018 VN. Xe đẹp nha em, con này zin từ đầu tới đuôi luôn. Đùi phên hai bên còn nguyên zin chưa trẻ đâu nha. Xe này xài gia đình quá kỹ. Nè anh em nhìn hai bên đùi còn nguyên zin chưa trẻ luôn nè anh em. Nè đùi phên anh em thấy không? Nè ha. Xe 2016 mà xài quá kỹ luôn. Mấy con này mà nếu mà đúng máy đẹp ha là bao cho anh em chạy nó còn ngon hơn mấy con đời 2020, 2021 giờ luôn. Mấy cái đồ này đời là lúc mà đời đầu là 2015, đời 2016 là kế đời đầu, đồ nó rất là dày. Nếu mà biết chất máy là xài rất là ngon. Ơi nó chảy nước gì vậy? Chảy nước gì vậy? Rửa hả? Em nó xuất kho đây. Về mảnh đất Hà Tĩnh nha.
5018 VN. Quá đẹp. Cảm ơn nhà Hà Tĩnh đã ủng hộ nha. Một con quá đẹp. Máy dàn ủi dàn phay combo hai món nha. Đúng giờ lên máy luôn anh trai coi ngày coi giờ, đúng 11 giờ lên máy. Quá đẹp luôn, em nấu về nhà mới nha. Anh em mình có cần máy gì hú em. 50 máy dàn phay mới về Hà Tĩnh nha, câu đầu luôn. Rồi chào anh em nha, có cần máy thì liên hệ cửa hàng em. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha.